Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng 8 âm lịch năm 2021 Tân Sửu của Phong Thủy Lộc Tài. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt của tháng 8 âm lịch. Như thường lệ, chúng tôi đã tạo lập ra một bảng về ngày các ngày trong tháng theo cái bảng là thập nhị địa chi là 12 con giáp, khởi là ngày tí, tiếp theo là Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, ngọ mùi thân dậu tuất và hợi. Thì để tiện quý vị theo dõi để chọn việc chọn ngày, về việc chọn ngày tốt thì quý vị hoàn toàn có thể dựa vào cái bảng bảng này hoặc quý vị có thể ăn trên tay để quý vị bấm cho mình những ngày tốt nhất trong tháng 8 âm lịch. Thì vừa qua cái tháng cô hồn thì trong tháng 8 âm lịch này thì có rất nhiều ngày tốt để cho quý vị là khởi công và làm mọi việc buôn bán kinh doanh cũng như là việc hưng công động thổ cưới hỏi nhập trạch hoặc là khai trương đấy nó rất là tốt thì sau tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn thì những hoạt động buôn bán kinh doanh hay những cái việc mà chúng ta đã nén lại từ trước thì tháng này chúng ta có thể dùng và trong tháng 8 này thì cũng có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn đầu tiên để lựa chọn được ngày tốt trong tháng 8 thì chúng ta cũng phải loại bỏ những ngày xấu thì như quý vị đã biết thì tháng 8 âm lịch khởi từ ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch năm 2021 và ngày mùng 1 tháng 8 là ngày mậu ngọ. Tháng 8 là tháng thiếu. Kiên đinh dậu. Tức là tháng 8 là tháng dậu là tháng thiếu. Thì những ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ thì vẫn như trước, chúng tôi loại bỏ những ngày tam nương, ngày con nước, ngày dương công kỵ, sát chủ, thụ tử, ngày nguyệt phá, ngày thiên địa chuyển sát. Thì ngày tam nương trong tháng 7 âm lịch, à, sao, xin lỗi, trong tháng 8 âm lịch sẽ gồm vẫn gồm các ngày là mùng 3, mùng 7, 13, 17, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày đầu tiên là ngày mùng 3 canh thân chúng ta loại bỏ. Tiếp theo là ngày mùng 7 là ngày giáp tý. Ngày 13 là ngày canh ngọ. Ngày 18 là ngày Ất Hợi Ngày 22 là ngày Kỷ Mão Ngày 27 là ngày Giáp Thân Ngày xấu thứ hai là ngày con nước Ngày con nước trong tháng 8 âm lịch sẽ bao gồm 3 ngày Ngày mùng 3, ngày 17 và ngày 27 Thì ngày mùng 3 và ngày 27 bị trùng với lại ngày tam nương ở trên Chúng ta đã loại bỏ rồi Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ tiếp ngày 17. Ngày 17 trong tháng này là ngày giáp tuất. Chúng ta loại bỏ. Ngày dương công kỵ là ngày 27 cũng trùng với ngày tam nương và ngày con nước. Chúng ta đã bỏ rồi. Thì trong tháng 8 âm lịch, ngày sát chủ thì là những ngày hợi. Vị trí tất cả các ngày hợi bao gồm ngày mùng 6 quý hợi và ngày 18 ất hợi. Chúng ta loại bỏ hơn nữa ngày ất hợi lại là ngày tam lương cũng là ngày xấu sát chủ bò ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng 8 âm lịch thì là những ngày mùi ngày mùi trong tháng này có 3 ngày kỷ mùi là ngày mùng 2 tân mùi ngày 14 và quý mùi là ngày 26 đây là 3 ngày xấu chúng ta loại bỏ không dùng tháng này là tháng dậu vị trí xung khắc với tháng thì là những ngày mão những ngày mão là ngày xung với tháng hay còn gọi là ngày nguyệt phá thì trong những ngày mão thì có ngày mùng 10 đinh mão loại và ngày 22 ngày kỷ mão thì đã là ngày tam lương ta đã loại bỏ từ trước rồi. Vì chi những ngày mão chúng ta không sử dụng trong tháng 8 âm lịch. Ngày thiên địa chuyển sát trong tháng này là ngày tân dậu và ngày quý dậu bao gồm có ngày mùng 4 tân dậu và ngày 16 quý dậu chúng ta không sử dụng. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các tài liệu tài liệu xem ngày trong cái cái lựa chọn ngày tốt thì chúng tôi để ở đây vẫn sử dụng là một là vạn sự hai là đồng công ba là ngọc hạp thông thư bốn là lịch vạn niên thì đây là những tài liệu về cát trạch hàng đầu mà được các chuyên gia phong thủy chuyên dùng chuyên dùng cùng những các thầy phong thủy hoặc là dân gian ta truyền thừa từ trước đến nay đây là những tài liệu chuẩn mà quý vị có thể là mua ở bất kỳ hiệu sách nào sau khi loại bỏ những ngày xấu thì ta sẽ dùng đồng công để chọn ra những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch. Thì tháng 8 âm lịch gồm hai tiết là tiết bạch lộ và tiết thu phân. Trước thu phân một ngày là tứ ly, sau bạch lộ là tam sát tại đông, các phương dần mão thìn thì kỵ tu tạo động thổ. Quý vị nên nhớ nhé, các phương dần mão thìn dần mão thìn tức là dần là ở đông bắc là sửu cấn dần thì có sơn dần là không tu tạo sửa chữa chính đông là mão cũng không tu tạo sửa chữa còn thìn tốn tỵ thì đông ở đông nam thì đông nam có sơn thìn là kỵ tu tạo động thổ sửa chữa hơn nữa sơn thìn ở đông nam năm nay lại bị phạm vào ngũ hoàng đại sát nên là chúng ta cũng không làm gì trong năm nay bây giờ ta xét Đầu tiên ta xét những ngày dậu Thì ngày dậu là trực kiến Bị tiểu hồng sa Và có thiên thành Ngày này chính là lúc ngũ hành Tự bại trong việc đều hung Lại còn thêm cả ngày thiên địa chuyển sát Nên là những ngày dậu bao giờ gồm ngày ất dậu Ngày tân dậu và ngày quý dậu Chúng ta không sử dụng Thứ hai là ngày tuất Ngày tuất bao gồm có hai ngày là ngày mùng 5 và ngày 29 Ngày 17 và ngày 29 thì ngày 17 thì đã phạm vào ngày quan nước thì chúng ta cũng cẩn thận thì đồng công có nói ngày tuất thì trực trừ ngày canh tuất có thiên đức như canh tuất trong tháng không có ngày bính tuất nhâm tuất thì sát tập nhập trung cung các việc chẳng nên dùng vì chủ về việc thất tài lãnh thối và ngà là ngày đại hung ngày đại hung chúng ta không sử dụng vị chi những ngày tuất là ngày xấu chúng ta đã loại bỏ Ngày hợi thì là ngày sát chủ Và Đồng Công cũng có nói là Ất hợi thì có văn xương quý hiển Tức là ngày 18 Nhưng ngày 18 lại bị phạm vào ngày tam lương lại chủ về bại vong Nên là chúng ta cũng không sử dụng Còn ngày quý hợi thì là ngày cùng của lục giáp Thì cũng không sử dụng Hơn nữa nó lại là ngày sát chủ Đâm ra chúng ta hết sức cẩn thận Khi sử dụng ngày Ất hợi này Thì hết sức cẩn thận có thể dùng được Nhưng mà phải lựa chọn Giờ tốt để nó hóa giải được cái tam lương và những cái số khác Tiếp đến ta sẽ đến ngày tí Ngày tí trong tháng 8 âm lịch sẽ gồm hai ngày là ngày mùng 7 và ngày 19 Thì ngày tí thì là bị phạm vãng vong Châu tước câu giáo Dùng thì bị chiêu quan tư và tốn trạch trưởng Ngày bính, bính tí là lúc nước được trong sạch Ngày bính tí thì là ngày tốt có thể dùng được Ngày canh tí có hỏa tinh, nhưng canh tí trong tháng này không có. Mộ tí, nhâm tí, giáp tí. Ngày giáp tí cũng có hỏa tinh, nhưng lại là hắc khí ở hắc sát ở Phượng, ở bắc phương. Đấy, nhâm tí thì mộc đảm bảo bình rồi, giáp tí là ngày ngày bị phạm hắc sát nhưng lại thêm một ngày tam nương nữa, đâm ra chúng ta không, loại bỏ không dùng. Còn ngày 19, bính tý là ngày thứ cát có thể dùng được, ngày đại cát có thể dùng được. Ngày tiếp đến là ngày xỉu. Ngày xỉu thì bao gồm các ngày ất xỉu và đinh xỉu. Ngày ất xỉu, đinh xỉu thì là ngày thứ cát, ất xỉu, đinh xỉu. Đồng công có nói là ngày thứ cát. Thì chúng ta có thể dùng được... Tiếp theo ta xét ngày dần Ngày dần thì bị huỳnh sa Canh dần Thì có thiên đức, nguyệt đức Lại có các các tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng Kim ngân, bảo tàng Điền đường, khố lâu, tụ lộc, đới mã Loan dư, quan diệu Đồng chiếu vào Do đó việc khởi tạo, này hôn nhân, này di cư, này khai trương, xuất hành Thì được vượng về điền sản, tấn hoạch tài Tăng lục xúc, thêm nhân khẩu, hưng tử tôn sửa đuổi ngõ ra đạo được hưng thịnh các ngày dần khác thì được thứ cát duy có ngày giáp dần thì chính thứ phế là rất hung nên những ngày dần thì ngày bính dần canh dần chỉ có ngày giáp dần thì là hung còn lại các ngày dần khác như ngày bính dần và mậu dần <laughs> Bính dần và mậu dần thì là ngày thứ cát có thể dùng được. Sau ngày dần là ngày mão. Ngày mão thì trực phá theo đồng công nói thì là bị là bị thiên tặc. Ngày kỷ mão thì dùng được thứ cát, kỷ mão được thứ cát. Kỳ mão dùng được thứ cát nhưng mà lại bị nguyệt phá đâm ra chúng ta cũng không dùng tiếp theo là ngày đinh mão ất mão thì chính tứ phế tóm lại là các ngày mão thì là ngày nguyệt phá là hung chúng ta không sử dụng đồng công nói là ngày mão cũng không tốt ngày tiếp theo là ngày thìn ngày thìn trực nguy thì bao gồm có hai ngày 11 là ngày mậu thìn và ngày 23 là ngày canh thìn thì ngày thìn là lúc nước được trong sạch Bính thìn thì hưng công động thổ ngày mậu thìn thì là thảo mộc yếu hụ úa héo ngày mậu thìn thì thảo mộc úa héo ta không dùng ngày canh thìn thì nghi ngờ là bị thiên địa tương nghi tức là nghi ngờ không tốt vì xin là hai ngày này cũng không tốt chúng ta cũng không sử dụng ngày thìn không dùng được ngày nào tiếp đến là ngày tị ngày tị thì có thiên hỷ Ngày kỷ tỵ tức là ngày 12 ấy, thì có các kết tinh như tử đàn, đới lọc, dịch mã, tập lục, khúc đường, cùng chiếu nên hợp cho việc hôn nhân, nhập trạch, hưng công, động thổ, khai trương, xuất hành, khởi tạo, làm kho lẫm, chuồng châu dê hoặc buôn bán thì rất là tốt. Như vậy là ngày kỷ tỵ là ngày 12 là ngày đại cát. Các ngày tỵ khác thì là thứ cát, vị chi là có ngày tân tị ngày 24 là ngày thứ cát như vậy ngày hai ngày tị chúng ta đều có thể dùng được cả hai ngày ngày tiếp theo là ngày ngọ ngày ngọ thì được phúc sinh nhưng lại tiếc là bị kiến phá lai sung ngày nhâm ngọ thì có hỏa tinh dùng làm được việc thì được thứ cát Ngày nhâm ngọ tức ngày 25 làm việc thì được thứ cát. Ngày mậu ngọ thì cũng có hỏa tinh nhưng không lợi và ngày canh ngọ cũng không lợi, tức là mậu ngọ và canh ngọ đều không dùng được, ta chỉ có thể dùng được ngày nhâm ngọ. Như vậy thì các ngày ngọ chúng ta dùng được mỗi ngày nhâm ngọ là ngày 25 là được thứ cát. Còn ngày mùi Ngày mùi là trực khai Những ngày đinh mùi, kỷ mùi, tân mùi, quý mùi đều thuộc về ngày thứ cát Tân mùi, kỷ mùi, quý mùi, tân kỷ quý đều là ngày thứ cát Nhưng lại bị phạm vào ngày thụ tử Đâm dùng cũng hết sức cẩn thận Mà tốt nhất là không dùng Vì trong tháng 8 này có rất nhiều ngày đại cát Rất nhiều ngày tốt để chúng ta làm việc thì không cứ gì mà cứ phải đâm đầu vào làm vào ngày thụ tử mọi việc nó sẽ không được hanh thông. Tiếp đến ta xét ngày thân. Ngày thân là trực bế. Ngày mậu thân thì có thiên xá, nhưng trong này không có ngày mậu thân. Canh thân, bính thân. Có thiên đức, nguyệt đức nên hưng công động thổ. Dựng cột các đèn rông, hôn nhân nhập trạch, an táng, khai trương, làm kho đụn, chuồng dê thì rất là tốt, là được thượng cát. Tức là ngày canh thân và ngày bính thân. Canh thân canh thân là ngày tốt nhưng lại bị phạm vào ngày tam nương đấy đâm ra quý vị dùng cũng hết sức là cẩn thận còn ngày giáp thân thì cũng là ngày tam nương nhưng cũng là ngày thứ cát còn ngày canh thân là ngày đại cát như vậy là ngày trong ngày thân thì có ngày 15 nhâm thân là dùng là không bị phạm cái gì và là ngày thứ cát trên đây tôi vừa phân tích uh, cho quý vị và các bạn những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch thì tháng 8 có rất nhiều ngày tốt trong đó có hai ngày đại cát là ngày kỷ tỵ và ngày kỷ tỵ ngày 12 âm lịch và ngày 19 bính tý âm lịch là hai ngày đại cát còn ngày thứ cát bao gồm các ngày sau ngày mùng 8 ất sửu Ngày mùng 9 là ngày bính dần, ngày 15 là ngày nhâm thân, ngày 20 là ngày đinh sửu, ngày 21 là ngày mậu dần, ngày 24 là ngày tân tỵ và ngày 25 là ngày nhâm ngọ. Như vậy trong tháng 8 âm lịch này có rất nhiều ngày tốt để cho quý vị làm việc. Quý vị nên sử dụng những ngày này để làm những công việc lớn nhỏ tùy theo mức độ công việc mà việc chọn ngày nó sẽ được để được cắt lợi nhất. Thì quý vị cũng lưu ý là mình chọn ngày thì người ta cũng kiêng là cái việc là hợp xung à, xung khắc với ngày. Ví dụ ngày kỳ tỵ thì những người hợi không nên dùng. Còn ngày bính tý thì kỵ những người tuổi ngọ. Đấy. Còn những ngày khác thì cũng như vậy quý vị tự, tự, tự suy ra để chọn cho mình một ngày cắt lành nhất. Thì trên đây tôi đã phân tích và tổng hợp lại cho quý vị những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch. Thì quý vị có thể dùng những cái ngày tốt này để làm những cái việc trọng đại Đấy. những việc trọng đại thì quý vị thắc mắc mọi giải đáp mọi thắc mắc của quý vị thì quý vị hãy đặt có thể là liên hệ trực tiếp với hotline của thầy đội đội ngũ trợ lý liên hệ trực tiếp với hotline đội ngũ trợ lý của thầy gia cát hoặc là để vào gõ vào ô bình luận những cái ý kiến của quý vị để chương trình ngày được hoàn thiện hơn Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất về video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.